Giác này là 5 giờ rưỡi sáng nha các bạn. Đang ở trên chỗ Bà Hòn ha. Cảnh núi là rất đẹp đấy các bạn. Ở đây cũng là một chỗ mà khu du lịch đó, người ta đã cho khách tham quan các bạn. Mấy người ta ở trên thành phố đồ kia đó, người ta xuống người ta mướn tàu du lịch đó, ta ra vòng vòng mấy cái hòn đảo người ta tham quan ha. Chứ còn mấy anh em mình thì ở mấy cái hòn đảo đồ kia với ở Phụ Tử đồ kia, ngày nào mấy anh em cũng đi hết trơn nghe các bạn. Nhưng mấy người lạ lạ ta ở chỗ khác ta lại nào giờ ta không biết đi tham quan người ta chụp hình đâu các bạn ơi. Còn mấy anh em mình ngày nào cũng đi ngang hết. Còn cái hòn xa xa đằng đó là người ta kêu là hòn đá lửa nha các bạn. Cái tên đó vậy thôi chứ, nhưng mà mình không biết là cái đá nó có nẹt ra lửa không nữa, hay là cái có cái tên người ta đặt cho nó vậy mình cũng không rõ nữa ha, kêu hòn đá lửa hay các bạn. Đó, cái hòn này này cái nhỏ nhỏ sang đó các bạn, như cái hòn này kêu hòn đá lửa các bạn. Không biết nó có cái sự tích gì không thì mình cũng không rành nha. Này sáng rồi mình chạy vô mình căng cá ngay các bạn. Hồi tối này trời nó thổi bắc quá trời sóng luôn các bạn ơi, mấy anh em làm cũng mít rồi mình không có ăn trước quay cho các bạn xem được ha. Nói chung thì mình làm cào cá nói chung mà nói ít nhưng mà cũng cũng không có ít gì mấy nha các bạn, ít là trung bình cũng có khoảng là 500 kg nha các bạn, là 500 kg. Mà đối với cái máy Cumin của mình á là chạy giá đó là cũng là ít rồi các bạn ơi. Nếu mà theo như so cái sức máy Cumin của mình á là chạy là từ giá là 700, 800, 600 rồi cái lên á là mấy đỡ này các bạn, với 500 kg thì cũng trung bình rồi các bạn ơi. Nhưng mà có một cái thì nhờ dầu cái này nó rất là rẻ rồi các bạn. Dầu cái này thì nó cũng đang tuột giá, thành ra mấy anh em làm nó cũng có lời ít đỉnh các bạn ơi. Ghe của bà con ta đang kéo lúa rồi các bạn. Cái vỏ các bạn ơi, vỏ VK nhỏ. Mình nhờ anh em mình đã lấy chút nha các bạn, mọi người em mình đã chạy chút các bạn ơi. Xa xa này đó có chiếc ghe của bà con ta đang kéo lú rồi các bạn. Ghe kéo lú đi hai vợ chồng các bạn ơi.
vỏ các bạn, vỏ hai chồng đi làm cái lú các bạn. Rồi clip mình tới đây xin chào các bạn nha, các bạn đừng quên đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Rồi chào các bạn nha.